Sáng nay tại buổi gặp mặt đồng bào theo đạo Kitô nhân dịp lễ Thiên Chúa Giáng Sinh năm 2022, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thượng Chính gửi lời chúc sức khỏe, bình an, chúc đồng bào giáo dân đón mừng lễ Giáng Sinh vui tươi hạnh phúc. Đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và các chức sắc chức việc, đồng bào giáo dân trên địa bàn phường Thượng Chính ngày càng gắn kết mật thiết trong ngôi nhà chung, đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên niềm hân hoan và sự cởi mở trong đời sống tinh thần của nhân dân ở khu dân cư. Lãnh đạo phường cũng bày tỏ mong muốn bà con giáo dân tiếp tục tin tưởng, chung tay cùng chính quyền các cấp trong khôi phục, phát triển kinh tế xã hội, phát huy hơn nữa phương châm sống tốt đời đẹp đạo, mỗi tín đồ là một công dân tốt. Cùng với địa phương, phấn đấu thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ được giao, xây dựng phường nhà ngày càng vững mạnh.